giờ 30 đến 4 giờ, 30 chiều xin em 11 giờ, 30 tối đến 1 giờ, 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 100 kinh Sangharawa. Sangharawa Sutta, phân đoạn 480 đến 484 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô lượng biểu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết tác hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 100 kinh Sangharawa, Sangharawa Sutta, phân đoạn 480 đến 484 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập pháp thoại hôm nay, và chúng con xin được kính thỉnh sư. Nam mô Buddhaya. Kính thưa quý vị, vào cái thời điểm Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời tại Ấn Độ, thì có cái giai cấp gọi là Bà La Môn. Những vị Bà La Môn đó, trước khi mà Ngài xuất hiện thì họ đã chiếm lĩnh một cái vai trò, một cái vị trí cao trọng ở trong xã hội. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, Ngài thuyết pháp, Ngài làm cho những chúng sinh được sáng mắt, được hiểu pháp, chứng ngộ pháp và có lòng tin đối với giáo pháp, có lòng tin đối với tam bảo. Thì bắt đầu từ đó những vị Bà La Môn họ bắt đầu có cái sự đố kỵ và lo ngại khi Đức Thế Tôn ghé ngang qua xứ sở của họ. Mặc dù họ cố gắng để họ tranh luận với Đức Phật, nhưng mà họ vẫn biết rằng là
họ không thể nào vượt qua được cái trí tuệ của Ngài. Rồi hết vị Bà La Môn này đến vị Bà La Môn khác, đi đến Đức Phật vì lý do này hay lý do khác để mà tranh luận, để mà chất vấn. Nhưng mà tất cả cuối cùng thì đã quay trở về với chánh pháp quy y Tam Bảo. Một số thì xuất gia trở được chứng đắc quả A La Hán, còn một số thì trở thành cư sĩ hay là thánh cư sĩ, trọn đời kiên cố niệm Tam Bảo. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Sanggarawa. Là một Sanggarawa, đoàn chàng thanh niên và là môn trí thức đã đi đến chất chứng Đức Phật. Thoạt đầu vì nghe người chị dâu cũng là nữ Bà La Môn tán thán Đức Phật thì anh ta không có thích, không có quan hỷ. Nhưng khi nghe nói đến cái tuệ giác của Ngài thì thanh niên đó mới nhờ người chị tạo cái dịp để mình được gặp Đức Phật. Và cuối cùng cái buổi gặp gỡ ngày hôm đó thì anh ta đã trở thành đệ tử của Đức Phật quy y Tam Bảo. Bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Và bây giờ thì mời cô Phúc Lan đọc cho chánh văn của bài học. Xin mời cô Nam Mô Phật Thầy. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ, cảm ơn Sít Quỳnh. Bài 100 Kinh Sanggarawa, Sanggarawa Sutta, phân đoạn 480 đến 484. Chú thích dẫn nhập: Sanggarawa là một thanh niên Bà La Môn trí thức. Vị này đến gặp Đức Phật hỏi về sự tuyên bố chứng đạo của một số các vị giáo chủ. Đức Phật dạy về sự tuyên bố sở chứng của bốn hạng người. 480 lòng tịnh tính của người này tạo nên sự bất mãn của người kia. Sanggarawa tình cờ nghe người chị dâu là Thananjani. Theo sớ giải thì Thananjani là một thánh cư sĩ chứng quả. Trong lúc thảng thốt nói lên lời đảnh lễ Đức Phật, ban đầu thì Sanggarawa phẫn nộ, nhưng từ đó là đi tìm Đức Phật. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ một nữ Bà La Môn tên là Thananjani Danasani trú ở Chandalakappa, Đan Đạt La Kippa, có lòng tín thành Phật Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Thananjani sau khi bị trật chân thốt lên ba lần cảm hứng ngữ, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ một thanh niên Bà La Môn tên là Sanggarawa trú ở Chandalakappa, tinh thông ba tập Veda với tự vẫn, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng,
Thanh niên Bà La Môn Angagarawa nghe nữ Bà La Môn Thananjani nói như vậy, sau khi nghe liền nói với nữ Bà La Môn Thananjani: Nữ Bà La Môn Thananjani này thật là hạ liệt. Nữ Bà La Môn Thananjani này thật là suy đồi, vì rằng trong khi các Bà La Môn đang còn sống lại nói lời ta tán thán Sa Môn trọc đầu ấy. Này hiền giả thân mến, có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai? Này hiền giả thân mến, nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng này hiền giả thân mến, hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ lị, đáng bị mắng nhiếc. Vậy thưa bà, khi nào Sa Môn Gotama đến tại Chandalakappa, bà hãy báo tin cho tôi biết. Thưa vâng, hiền giả. Nữ Bà La Môn Thananjani vâng đáp thanh niên Bà La Môn Sangagarawa. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến Chandalakappa. Tại đây Thế Tôn trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của các Bà La Môn của bộ tộc Tô Đầy Giá. Nữ Bà La Môn Thananjani được nghe Thế Tôn đã đến Chandalakappa, trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của các Bà La Môn của bộ tộc Tô Đầy Giá. Rồi nữ Bà La Môn Thananjani đi đến thanh niên Bà La Môn Sangagarawa. Sau khi đến nói với thanh niên Bà La Môn Sangagarawa: Này hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn đã đến Chandalakappa, trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của các vị Bà La Môn của bộ tộc Tô Đầy Giá. Này hiền giả thân mến, nay hiền giả làm những gì mà hiền giả nghĩ là hợp thời? Thưa bà vâng. 481. Bốn hạng sa môn tự nhận là chứng đạo. Đa số những người tuyên bố mình là người nắm được chân lý vốn dựa trên những cơ sở thiếu thực nghiệm, thực chứng. Có hạng tu hành nghĩ mình chứng ngộ dựa trên truyền thống như tổ sư đời thứ mấy của tông phái vân vân. Có hạng tu hành nghĩ mình chứng ngộ do kiến văn quảng bác về kinh điển. Có hạng tu hành nghĩ mình chứng ngộ do khả năng suy tư. Có hạng tu hành do kinh nghiệm thực chứng, kinh văn. Thanh niên Bà La Môn Sangagarawa vâng đáp nữ Bà La Môn Thananjani đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Sangagarawa bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có một số sa môn Bà La Môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí Abhinawe Sanaparami Patta. Tôn giả Gotama là thế nào đối với các vị ấy? Này Parawaja, ta nói rằng có sự sai khác giữa những vị tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Này Parawaja, có một số sa môn Bà La Môn theo tin đồn hay truyền thống. Do tin đồn hay truyền thống, họ tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các Bà La Môn thông hiểu ba tập Veda. Nhưng này Parawaja, có một số Bà La Môn, sa môn Bà La Môn hoàn toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận, các nhà suy tư. Này Parawaja, có một số sa môn Bà La Môn đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh do đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ở đây này Parawaja, các vị sa môn Bà La Môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy. Này Parawaja, ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy.
các vị sa môn bà la môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy. 482. Hành trình của Đức Phật. Cuộc đời của bậc đạo sư ngay trong kiếp chót vẫn là những trang sử của một bậc hướng cầu giải thoát bằng sự thể nghiệm tự thân. Kinh văn: ở đây này Varawaja, thở xưa khi ta chưa thành bậc chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm đầy bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như ngoài trời, thật không dễ gì sống tại gia, có thể sống đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi này Parawaja, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara Kalama ở. Khi đến, xong liền thưa với Alara Kalama: hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này Phara Đoa Giá, nghe được như vậy, Alara Kalama nói với ta: này tôn giả, hãy sống và an trú, pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này Paradoa Giá, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng, mau chóng. Và này Paradoa Giá, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này Paravraja, ta suy nghĩ như sau: Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này Paravraja, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama, sau khi đến ta nói với Alara Kalama: hiền giả Kala, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này Paradoa Giá, nghe được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này Paradoa Giá, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin, không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn, không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm, không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định, không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này, rồi này Paradoa Giá, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này Paradoa Giá, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama: này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả.
pháp mà tôi tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố chính pháp ấy hiền giả tự tri tự chứng tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri tự chứng tự đạt an trú, chính pháp ấy tôi tự tri tự chứng tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này Paradoya, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Paradoya, rồi ta tự suy nghĩ. Pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này Paradoya, ta không tôn kính pháp ấy, và từ pháp ấy ta bỏ đi. Rồi này Paradoya, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ, ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta. Khi đến xong, ta nói với Uddaka Ramaputta, hiền giả, ta muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này Paradoya, Uddaka Ramaputta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu, như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này Paradoya, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này Paradoya, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như người khác. Cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này Paradoya, ta suy nghĩ như sau. Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin. Sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này Paradoya, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramaputta, hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này Paradoya, được nghe như vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bố về phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi này Paradoya, ta suy nghĩ không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này Paradoya, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này Paradoya, ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramaputta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này.
Như vậy, này Paradoya, Uddaka Ramabutta là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này Paradoya, ta không tôn kính pháp ấy, và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này Paradoya, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thượng an tịnh đạo lộ, từng tự du hành tại nước Ma Ganh Thá, Ma Ganh Thá, Ma Kiệt Đà, và đến tại tu lạc U Rú Quê Lá, U Lâu Tần Loa. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này Paradoya, rồi ta tự nghĩ thật một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này Paradoya, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ thật là vừa đủ để tinh tấn. Rồi này Paradoya, ba ví dụ khởi ta, ví dụ từ trước chưa từng được nghe. Này Paradoya, ví như có một cây đẫm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước, người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa, với ý ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Paradoya, ông nghĩ thế nào người ấy lấy khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt đầy nhựa sông nước, nên người chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Paradoya, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân, thì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn, bà la môn hay thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Paradoya, đó là ví dụ thứ nhất, ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Paradoya, rồi một ví dụ thứ hai, ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Paradoya, ví như một khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống được vớt lên khỏi nước, được đặt trên đất khô, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa, ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Paradoya, ông nghĩ thế nào người ấy lấy khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống được vớt khỏi nước, được đặt lên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt lên đất khô, đặt trên đất khô nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Paradoya, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Paradoya, đó là ví dụ thứ hai, ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta.
Này Bà Đá Đô Giá, rồi một ví dụ thứ ba, ví dụ từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Bà Đá Đô Giá, ví như một khúc cây nhỏ khô. Có một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Bà Đá Đô Giá, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt lên khỏi nước, được đặt lên đất khô rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa. Có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô không nhựa lại được vớt lên khỏi nước, được đặt lên đất khô. Cũng vậy, này Bà Đá Đô Giá, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Này Bà Đá Đô Giá, đó là ví dụ thứ ba, ví dụ từ chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Bà Đá Đô Giá, rồi ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng dán chặt lên lưỡi, lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Bà Đá Đô Giá, rồi ta nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Bà Đá Đô Giá, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Bà Đá Đô Giá, khi ta đang nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Bà Đá Đô Giá, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này Bà Đá Đô Giá, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Bà Đá Đô Giá, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Bà Đá Đô Giá, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi thì có một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Bà Đá Đô Giá, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Bà Đá Đô Giá, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Bà Đá Đô Giá, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm có được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này Bà Đá Đô Giá, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Bà Đá Đô Giá, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Bà Đá Đô Giá, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Bà Đá Đô Giá, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này Bà Đá Đô Giá, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một ngọn kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Bà Đá Đô Giá, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy.
Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Paradoya, rồi ta nín thở, thở ra, nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Paradoya, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh, cũng vậy, này Paradoya, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Paradoya, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng của ta vẫn bị kích động, không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Paradoya, rồi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Paradoya, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Paradoya, ví như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao sắc cắt thịt bò sắc bén, cũng vậy, này Paradoya, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Paradoya, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, cho niệm có được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được kinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Này Paradoya, rồi ta suy như sau, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Và này Paradoya, rồi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Paradoya, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Paradoya, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng, cũng vậy, này Paradoya, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Paradoya, dầu cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm có được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn lại khổ thọ ấy. Lại nữa, này Paradoya, chư thiên thấy vậy nói như sau, Sa môn Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau, Sa môn Gotama chưa chết, nhưng Sa môn Gotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau, Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sắp chết, Sa môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi này Paradoya, chư thiên đến ta và nói như sau, này thiện hữu, hiền giả chưa có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ có món ăn chư thiên ngang qua lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này Paradoya, ta suy nghĩ như sau, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Paradoya, ta bắt chư thiên ấy và nói như vậy là đủ. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Và này Paradoya, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu, vì ta ăn quá ít. Tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo vì ta ăn quá ít. Bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà vì ta ăn quá ít. Xương sống vô bài của ta giống như một chuỗi banh vì ta ăn quá ít. Các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát vì ta ăn quá ít. Nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu vì ta ăn quá ít. Da đầu của ta trở thành nhăn nhíu, cằn như trái bí trắng và đắng
và đang bị cắt trước khi chín. Bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn, này Paradoya, nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống thì chính da bụng của ta bị nắm lấy. Vì ta ăn quá ít. Nên này Paradoya, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Paradoya, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ, lật úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Paradoya, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay thì này Paradoya, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Lại nữa này Paradoya, có người thấy vậy nói như sau: Samon Gotama có da đen. Một số người nói như sau: Samon Gotama da không đen. Samon Gotama có da màu xám. Một số người nói như sau: Samon Gotama da không đen, da không xám. Một số người nói như sau: Samon Gotama da không đen, không xám. Samon Gotama có da màu vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, này Paradoya, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau: thở xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giải thoát, đưa đến giác ngộ. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka Thích Ca đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề Jambu, ta ly dục, ly pháp bất thiện, ly pháp bất thiện chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Paradoya, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức được khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện? Này Paradoya, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Và rồi này Paradoya, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt thọ ấy, chứng đạt lạc thọ ấy. Với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Paradoya, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Paradoya, lúc bấy giờ năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Samon Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Paradoya, khi ấy thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Samon Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn trở lui đời sống sung túc. Rồi này Paradoya, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ. Nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời,
100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này Paradoja, đó là minh thứ nhất, ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh. Như vậy ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời nói và ý, phỉ báng các bậc thánh, tà theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Paradoja, đó chính là minh thứ hai của ta. Minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh. Như vậy ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết được, ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên của lậu hoặc, biết như thật đây là diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Paradoja, đó chính là, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sangharawa bạch Thế Tôn, thật sự sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên. Athita, thật sự sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của bậc chân nhân, của các bậc chân nhân. Sapurisa, một bậc như A La Hán chánh đẳng giác. 483, một câu trả lời khác hơn kỳ vọng từ người hỏi. Câu trả lời đối với vấn đề vô hình không đơn giản, vì có thể rơi vào cách nói do niềm tin, nhưng điều đó không phải là trường hợp của Đức Phật. Kinh văn, thưa tôn giả Gotama, có các chư thiên không? Này Paradoja, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Nhưng vì sao thưa tôn giả Gotama, khi được hỏi có các chư thiên không, lại hỏi này Paradoja, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên? Sự việc là như vậy, thưa tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? Này Paradoja, nếu khi được hỏi có chư thiên không, cần phải đáp có chư thiên, nhưng lại đáp
chắc chắn ta được biết có chư thiên. Như vậy một người có trí đi đến luận không có gì nghi ngờ nữa là có chư thiên. Nhưng vì sao tôn giả Gotama không giải thích như vậy cho con từ khi bắt đầu? Này Paradoya, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở đời, tức là có chư thiên. 484. Quy ngưỡng Tam Bảo. Kinh văn: khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sangha Ra Quá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như ngượng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương diện trình bày. Và nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn, phần chánh kinh. Sau đây con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa đọc. Dạ, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài kinh lấy tên một cái nhân vật, đó là cái bài kinh Sangharawa. Ở trong nội dung cái bài kinh này đó thì thanh niên Bà La Môn Sangharadhawa có những lời Quá Rá, có những lời xúc phạm đến Đức Phật. Khi có cái nhìn nhận về nhận xét về Đức Phật, hay là nhận xét chung theo cái truyền thống, thì gặp với lại một nữ Bà La Môn. Được biết nữ Bà La Môn này là một thánh cư sĩ. Nữ Bà La Môn tên là Thanh Anh Chani. Thì có một điều đó là nữ thánh cư sĩ này đó thì Thanh Anh Chani này đó, có một khi mà bị giác ngã thường thốt lên những cái lời mà ở đó giống như là chúng ta thấy rằng như là ai có cái giật mình nói liệu đó, liệu đó. Thì ở đây đó là do cái thói quen, thói quen của một người khi có cái niềm tin, niềm tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với tăng chúng. Có thể nói là một thánh cư sĩ đó là khi mà có những lời nói, cũng như là khi mà thốt lên những cái lời nói những cái ân đức của Đức Phật, ví dụ như ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh, túc, thiện tệ, tế gian giải, vô thượng sĩ, điều nụy, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn đó. Thì do rằng là thanh niên Bà La Môn Sangara Ra Quá này đó cho rằng là bởi vì ông ta đó là đã đi đến vị các cái vị đạo sư khác. Khi mà đến với các vị đạo sư khác ấy, thì các vị đạo sư khác cũng tự nhận mình là một cái người mà đạt được cái căn bản của phạm hạnh, hay là có thắng trí
rồi đạt được cái sự cứu cánh. Có nghĩa là có thể là đi gặp lại các vị Bà La Môn đó. Các vị Bà La Môn đó là tự cho mình hay là có một cái sự thành tựu nào đó, nhưng mà các vị này tự cho mình là đạt được cái căn bản của phạm hạnh, đạt được thánh trí và đạt được cái cứu cánh. Thì đó là một trong những cái điều mà thanh niên Sankarawa đó, nhận định như vậy. Vì một hôm nữ Bà La Môn này đã tạo điều kiện thuận lợi để cho đến gặp Đức Phật cho thanh niên Bà La Môn Sankarawa đến gặp Đức Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật thì thanh niên Bà La Môn Sankarawa này đó mới nói lên cái suy nghĩ của mình khi mà diện kiến đến với các cái vị đạo sư Bà La Môn khác. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nói rằng là có những cái trường hợp, có những người, thứ nhất đó là nói đến cái người đó là có nghĩa là có những Bà La Môn á là do cái tin tưởng, do cái sự tin, do cái tin đồn. Thí dụ như là mình có nghe thần tượng một cái đạo sĩ, là một cái vị đạo sư nào đó, rồi được đồn truyền đãi lại, truyền đạt lại, xưa đây, lúc xưa lúc kia, ngày xưa nghe có một vị đạo sư đó là như vậy. Thì như là chúng ta biết là các vị Bà La Môn á, thì phần lớn là do cái theo cái tin theo cái những cái truyền thống đó, tức là những cái truyền thống mà họ nghĩ rằng được các cái vị tiền nhân trước đây đó nói rằng ở vị đó là vị giáo chủ, vị đó là vị đạo sư cao cả, đặc biệt là những vị Bà La Môn á, thì có những cái điều tin tưởng ở hoặc là thông hiểu về cái bộ sách bộ kinh của Veda, tức là mình nói đến các cái vị Bà La Môn. Cho nên là khi mà một ai mà nghe nói là được truyền thuyết lại, rồi được truyền miệng lại, rồi được từ trước tới giờ đó, thì cái điều này nó cũng là do cái tin đồn thôi. Nhận xét một ai đó, một đối tượng nào đó, mà nhận xét bằng qua cái tin đồn. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy. Thì đó là một trong những cái trường hợp của các vị đạo sĩ Bà La Môn mà người ta tin như vậy. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài nói rằng là có một số Sa Môn Bà La Môn, có số Bà La Môn do cái lòng tin. Họ tin cái gì đó? Họ tin về những điều lý luận về vô hình, lý luận về thế giới, lý luận về con người, rồi hoặc là do họ suy tư ra. Họ suy tư. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng là do lý luận á, thì thật sự ra những cái lý luận lập luận của họ đó, những cái điều mà do họ họ tin thôi. Họ tin vào những kinh sách, những cái truyền thống của họ. Những cái gì mà được người trước đã tin như vậy, rồi họ cũng tin như vậy, rồi họ lập ra một số điều để họ biện luận cho những cái điều của họ, hoặc là do những cái sự suy nghĩ của họ mà họ đặt ra những cái phương pháp đối với những cái gì mà liên quan với cái thế giới thực tại của chính họ, rồi hoặc là thế giới xung quanh đối với họ. Đó là như vậy. Đức Phật Ngài nói cái đối với những vị Sa Môn hay là Bà La Môn á, thứ ba đó là Đức Phật Ngài nói rằng có những vị Sa Môn Bà La Môn á, với cái pháp mà chưa từng được thấy
chưa từng được nghe, chưa từng được chứng, mà hôm nay tự mình chứng ngộ về những điều đó, về những các pháp. Thì ở đây đó là Đức Phật Ngài cũng nói rằng chính Ngài là một vị tự tự chứng ngộ với những pháp mà trước đây chưa từng được chứng, rồi tự liễu tri các cái pháp mà do Ngài tự liễu chứng những điều đó, không phải là do truyền thuyết, không phải là do truyền thuyết tin đồn, cũng không phải là do một cái điều gì đó mà tin suông. Ví dụ như chúng ta nghe trong kinh là Phật nói là đối với đến với giáo pháp này đó, không phải là chỉ có lòng tin không, mà ở đây đó là cái lòng tin của một số sa môn bà la môn, rồi tự lập luận lên, tự có những cái lý luận, rồi tự những cái suy tư, và mình tin tưởng như vậy. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói là đến với giáo pháp đó, không phải là đến gì bằng cái lòng tin, mà hoàn toàn đến và để thấy, tức là thực chứng đó. Đến để mà thực chứng với những cái gì mà pháp Đức Phật đã thực chứng những điều đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng đối với các cái pháp mà chưa từng được chứng, chưa từng được nghe, và chính Đức Phật Ngài đã tự mình chứng tri về những điều các pháp đó. Cho nên là Đức Phật Ngài cũng nhận Ngài là một cái vị mà tự chứng tri về những điều đó, cái pháp mà trước đây chưa từng được thấy, được nghe, được chứng nghiệm về những điều đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với các cái vị bà la môn á, thì thường là họ dựa vào những cái kinh nghiệm của những cái gì mà truyền thống để lại. Họ dựa vào những cái bộ sách kinh Veda, và đó là những cái học thuật để xem như là cái tri thức của họ, và xem như là họ xem như cái điều đó là những điều linh thiêng. Đối với Đức Phật thì Ngài nói đến những cái vị sa môn hay là những vị bà la môn mà Đức Phật Ngài nói trường hợp đó, trong những cái trường hợp như vậy đó, thì Ngài nói là Ngài là cái vị sa môn bà la môn tự thực chứng, tự chứng tri về những cái điều mà Ngài đã thực chứng, chứ không phải là nghe đồn hay hoặc là cái lòng tin nào đó, với một cái lòng tin nào đó mà do các cái người trước để lại. Trở lại đó thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là trên con đường, đoạn đường tu của Ngài á, thì khi mà Ngài xuất gia rồi, Ngài cũng đi đến các cái vị đạo sĩ khác, chẳng hạn như Ngài đến Arama. Để Ngài học về những cái mình gọi là, đó là những cái sở chứng. Cái sở chứng mà hai vị này đó là một trong những cái vị có những cái tín đồ rất là đông, và có những cái sở chứng, phải nói là thời bấy giờ là những cái sở chứng mà đạt được đỉnh cao thời bấy giờ. Đó là một vị mà chứng thiền vô sở hữu xứ, tức là vị Arama. Bởi vì khi mà Ngài đến đó để mà Ngài học, rồi Ngài tự tập theo những cái pháp môn thiền đó, và Ngài cũng đạt được những cái sở chứng đó, cái sở chứng đó. Nhưng mà rồi đó thì các cái vị ẩn sĩ này đó cũng là nhận ngài như là một cái người mà có sở chứng ngang bằng, có sở chứng ngang bằng. Do vậy thì Ngài mới, những vị vị đạo sĩ Arama này đó mới yêu cầu và thỉnh Đức Phật ở lại để mà cùng nhau để mà giáo hóa những cái hàng đệ tử. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật Ngài cũng, Đức Bồ Tát Ngài cũng từ chối. Rồi Ngài đến gặp với lại với một cái vị đạo sĩ Uttaka để mà Ngài hành thiền, và Ngài cũng chứng được cái tầng thiền gọi là phi tưởng,
tức là một cái tầng, một trong hai cái tầng, bốn cái tầng thiền vô sắc đó, mà tầng thiền phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng đó, là một tầng thiền cao nhất đối với các cái tầng thiền vô sắc. Nếu mà nói đến cái trình độ nội tâm thời bấy giờ đó, là một trong những cái trình độ cao, bởi vì một vị đạt được cái tầng thiền thứ ba của tầng thiền vô sắc, một vị là đạt được cái tầng thiền thứ tư ở trong thiền vô sắc. Nhưng mà rồi Đức Phật Ngài cũng, khi mà Ngài thực hành những cái pháp đó, chúng ta thấy rằng Ngài cũng đã trải qua và Ngài cũng chứng nghiệm như là những gì Ngài đã chứng nghiệm. Cho nên là vị đạo sĩ Uddaka đã thỉnh Đức Phật lại, ở lại để mà cùng nhau giáo hóa hàng tín đồ của mình. Nhưng mà rồi Đức Phật Ngài cũng đã trải qua, rồi Ngài cũng không có ở lại cái chỗ đó. Ngài đã đi theo cái phương pháp truyền thống. Mà chúng ta biết rằng cái truyền thống của người Ấn Độ xưa kia đó, thì họ có một cái suy nghĩ rằng là để mà coi như là tận diệt được phiền não đó, cái bệnh nhơ ở từ nội tâm đó, thì chỉ có cách là ép sát, chỉ có cách là khổ hạnh. Đó là cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng đã trải qua. Điển hình là chúng ta nghe ở trong, biết ở trong lịch sử đó, thì Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh như vậy. Đức Bồ Tát Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh như vậy. Có thể nói rằng là các cảm thọ của sự đau đớn, cảm thọ của sự đau đớn về cái xác thân này, qua cái gì mà thống khổ của xác thân khi mà Ngài ép sát, cái cảm thọ lạc của khi mà Ngài chứng được các cái thiền chứng, chứng được các cái thiền chứng, thì điều đó là Ngài đều có trải qua hết. Trải qua hết. Và khi mà trải qua hết á, thì Đức Phật Ngài mới thấy rằng rõ ràng là ở trong cái sự ép sát đó, đó, nó không có cái lợi ích gì cho cái sự chứng ngộ. Tức nó không thể nào đạt được cái cứu cánh của sự chứng ngộ. Ngay cả khi mà bốn cái tầng thiền vô sắc á, mà Ngài đã trải qua cái tầng thiền thứ ba và tầng thiền thứ tư đó, thì Ngài đã trải qua. Và khi mà trải qua như vậy đó, thì có thể nói rằng là ở trình độ nội tâm á, thì Ngài đã có những cái sự thành tựu nhất định. Nhưng mà rồi Ngài cũng thấy rằng nó không phải là một cái sự cứu cánh. Rồi đi qua một cái pháp môn thực hành khổ hạnh theo truyền thống của người Ấn Độ thời bấy giờ đó, thì Ngài cũng đã trải qua. Và Ngài nói các cái cảm thọ thống khổ từ ở nơi thân, có thể nói rằng cái da bụng của phía trước đó, nó có thể dính ở phía dưới xương sườn, với lại cột sống ốm như vậy. Nhưng mà đó là một trong những cái pháp môn tu. Có thể nói rằng nó là điều này đó, ở trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng đệ nhất về lợi dưỡng á, thì Ngài cũng xem như là cái người đệ nhất về lợi dưỡng khi còn là một vị hoàng tử ở trong hoàng cung. Tức là cái sự thụ hưởng đối với ngũ dục á, là có đủ, đầy đủ như vậy. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng á, đệ nhất về khổ hạnh á, thì chính Ngài cũng đã trải qua. Trải qua. Cho nên là 6 năm với cái thời bằng ấy, với thời gian 6 năm đó đó, thì có lẽ là Ngài trải qua biết bao nhiêu cái phương pháp tu hành để là Ngài khổ hạnh, và bao nhiêu cái cảm thọ khổ từ ở nơi cái xác thân, mặc dù là tập theo cái thiền của hơi thở, theo hơi thở. Nhưng mà rồi thì Ngài thấy rằng những cái sự tu tập đó, đó nó không đưa đến rốt ráo cứu cánh. Nhưng mà rồi đó thì Ngài mới bắt đầu là lần lượt nghĩ ra một điều, là khi mà Ngài nghĩ rằng nó là một cái khúc gỗ mà nó còn tươi đó, còn tươi đó, mà nó bỏ xuống dưới nước đó, được ngâm tẩm ở trong nước đó,
Thì cái người kia dù có lấy cái cố công để mà lấy lửa để mồi cho cái khúc gỗ đó nó cháy á, thì cũng không thể nào cháy được. Tức là cái người bị nhiễm ở trong phiền não, bị dục nhiễm, bị phiền não dây quanh á, như vậy mà người đó cũng không có ý để bỏ, mà bảo rằng cái sự giải thoát á, thì cũng không thể nào có. Cũng như là khúc gỗ mà còn đầy nhựa, còn tươi, mà còn lại bị bỏ dưới nước nữa, thì không thể nào. Cái hình ảnh thứ hai mà Đức Phật này ví dụ đó là khúc gỗ khô, nhưng mà bỏ dưới nước, rồi vớt lên, vớt lên. Nhưng mà do rằng còn dính nước đó, ở đây có thể nói rằng là phiền não còn, tâm còn tham, nhưng mà mong cầu giải thoát đó. Thông còn, tâm còn phiền não đầy rẫy, nhưng mà mong cầu sự giải thoát. Thì cũng như là cái người mà cái khúc gỗ đó, mặc dù là khúc gỗ khô, nhưng mà bỏ dưới nước, bị ngẫm ngâm ở dưới nước đó, lâu ngày thì cái khúc gỗ nó cũng còn ướt. Thì dù có vớt lên, có cố công để mà mồi lửa đó, thì cũng không thể nào mà mồi được, cũng không thể nào mà lửa nó có thể phát cháy được. Cái hình thứ ba mà Đức Phật này ví dụ đó là gì? Đó là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài nói ở đây. Đó là cái khúc gỗ khô mà được vớt lên trên khỏi mặt nước phơi cho khô. Thì cái người đó đó, họ mới đầu là cố công để mà mồi lửa. Thì miếng lửa đó, miếng khúc gỗ đó đó, nó sẽ cháy. Nó sẽ cháy. Cũng như là một người mà ly phiền não, ly tham, ly sân, ly si, ly phiền não đó, thì cái người đó nếu cộng thêm cái yếu tố tinh tấn, mà trong kinh gọi đó là cái sự nỗ lực đúng pháp, sự nỗ lực đúng với lại cái tiến trình của một cái vị hành giả tu tập đó, thì vị đó có thể giác ngộ, chứng ngộ được. Cho nên là nói điều này đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát ấy, thì trải qua rất là nhiều cái công phu tu tập, cũng như là qua nhiều cái pháp môn, mà ở đó đó là cái pháp môn tu về khổ hạnh ngài cũng đã trải qua rồi. Các cái thiền chứng như là bốn cái thiền vô sắc đó ngài cũng đã trải qua, nhưng mà rồi đó là ngài thấy chính những cái điều đó đó nó cũng chưa phải là cứu cánh, chưa phải cánh. Và sau cuối cùng thì ngài mới lặng lẽ, ngài rời cái chỗ đó, và ngài nghĩ rằng chính cái điều mà khổ hạnh này đó nó cũng không mang lại cái kết quả gì cho cái đời sống tu tập. Và sau đó thì ngài mới rời cái chỗ đó để mà ngài đến cái chỗ mới, nơi một nơi khác, để rồi ngài cố gắng nỗ lực ngài tu tập theo cái đề mục hơi thở. Thì như vậy đó, thì cái việc mà Đức Bồ Tát của chúng ta khi mà ngài ngài thấy rằng là chính cái sự khổ hạnh đó nó không mang lại cái gì, rồi đó là ngài mới là tu tập trở lại bình thường, không ép sát, tức là không có khổ hạnh. Mà truyền thống của người Ấn Độ xưa đó là chúng ta thấy phần lớn là họ có những cái phương hướng hành đạo như vậy. Và ở đây đó thì khi mà Đức Phật ngài mới tập thực hành theo cái sự mà niệm về hơi thở, để rồi cuối cùng thì ngài mới có thể rằng qua các cái cảm thọ rồi ngài mới chứng ngộ được những cái gì ở đây đó là những cái nguyên lý của thế gian này, về những cái sự thật. Và chính Đức Phật ngài đã chứng được cái
ở trong cái gọi là đầu tiên là chính về cái gọi là cái túc mạng minh, tức là nhớ được, biết được những cái kiếp trước của mình và những chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng để chứng những điều đó là biết được những cái sự hiện khởi của chúng sanh ở các cái cảnh giới, và hiện khởi của chính bản thân của mình do cái nguyên nhân gì, do cái nguyên nhân gì để rồi có tái hiện. Cho nên nếu nói về cái thế giới đó thì có lẽ là chúng ta đó là những người còn luân hồi. Ví dụ như là quý vị thấy rằng là khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ thì Ngài mới thấy rằng bao nhiêu kiếp luân hồi vậy. Ngài thấy rằng là cũng chúng sanh, cũng từ trong cái chúng sanh đó mà Ngài lang thang bao nhiêu cảnh cổ. Trong Kinh Pháp Cú á, có một cái câu mà Đức Phật Ngài thấy rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm không, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Tức là Ngài nói đến cái đời sống luân hồi của Ngài và chúng sanh đó, phải nói là chúng ta cứ luân hồi, luân chuyển từ kiếp này sang cái kiếp khác, từ một cái hình tướng này sang tới hình tướng khác ở trong các cái cảnh giới. Cho nên là cũng chính cái sự luân hồi đó mà giờ đây đó, Ngài nhận ra đó là cái người mà xây dựng cái ngôi nhà, tức là xây dựng nên cái thân ngũ vững này, cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà có nghĩa là cái người mà tạo ra cái thân ngũ vững này là do phiền não. Đó chính là vô minh, đó chính là tham ái, vân vân. Cho nên là chính những cái phiền não này là những cái chủ nhân tạo dựng nên cái căn nhà ngũ vững này mà Đức Phật Ngài đã thấy, thấy biết rõ vậy. Và biết bao nhiêu kiếp cứ tái diễn đi, tái diễn lại như vậy, từ ở nơi do cái phiền não đó mà ra, do phiền não ra. Rồi là Ngài chứng về cái sanh tử minh, tức là những cái hạnh nghiệp mà bản thân của Ngài cũng như là chúng sinh do kiếp nào, do hạnh nghiệp gì tái sanh cảnh giới này, tái sanh cảnh giới này, hoặc là do hạnh nghiệp gì mà tái sanh ở cảnh giới kia, từ ở cảnh giới này sang tới cảnh giới khác tái sanh như vậy, đó là do cái hạnh nghiệp gì. Cho nên là khi mà nói đến cái cảnh giới của Phật giáo á, thì phải nói rất là nhiều, chứ không phải là có một cảnh giới nào, một cái cõi nào duy nhất đâu, mà là ở các cái cảnh giới rất là nhiều. Nội chúng ta thấy rằng là các cái tầng thiền sắc giới đó, thiền chứng sơ thiền, điều kiện nó như thế nào, rồi sanh ở trong cõi sơ thiền nào. Sơ thiền có ba cõi sơ thiền, nhị thiền có ba cõi nhị thiền, tam thiền có ba cõi tam thiền, tứ thiền có bảy cõi tứ thiền, nói trong kinh Tạng. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây đó là do hạnh nghiệp, do hạnh nghiệp. Khi mà Ngài chứng được cái sanh tử minh là biết được cái hạnh nghiệp mà chúng sanh có mà tái sanh là cảnh giới khác. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài mới nói rằng cũng chính lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tánh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, thân ta đạt tịch tịnh. Đạt tịch tịnh, tâm ta đạt tịch tịnh, có nghĩa là sao? Cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này, cột kèo tức là những cái chất liệu xây dựng nên ngôi nhà này, tức là phiền não đó, để xây nên cái thân ngũ quẩn này là Đức Phật Ngài đã bẻ gãy rồi, là giết chết rồi. Cho nên trong câu pháp cú á, có thể nói rằng là giết cha giết mẹ, tức là chỉ cho phiền não đó, chỉ cho phiền não. Cho nên là cái người mà xây dựng nhà này đó là chính do phiền não. Và chính Đức Phật Ngài cũng nói là nay ta cột kèo của ngươi á, ta đã bẻ gãy,
tâm của ta đó đạt được cái sự tịch tịnh. Là Đức Phật Ngài nói là đạt được cái sự tịch tịnh là như vậy, là Ngài đã chứng đắc. Thì khi mà Ngài chứng đắc dưới cội cây bồ đề đó, xin lỗi quý vị, dưới cội cây để mà Ngài giác ngộ đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là những cái sự thật, mà sự thật ở đây đó là Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết. Cho nên khi mà Ngài lần đầu tiên mà Ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Cư Như, sau khi mà Ngài giác ngộ đó, thì Ngài giảng về bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và ở đó Đức Phật Ngài có khuyên các đệ tử của Ngài nên từ bỏ hai cái cực đoan, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Khổ hạnh tức là những cái phương pháp tu mà nghĩ đó là phương pháp tu thống của người Ấn Độ xưa kia. Thì ở xã hội Ấn thời bấy giờ đó, người ta quan niệm rằng cái cách mà ép sát khổ hạnh nhưng mà không đi đến đâu, mà người ta nghĩ đó là cái rốt ráo của họ, đó là cái cứu cánh của họ, đó là cái sự mà căn bản trong phạm hạnh của họ, mà họ nghĩ đó là cái sự thành tựu. Phương hướng thứ hai đó là phương hướng theo cái sự hưởng thụ. Có một số người thời bấy giờ cho rằng cuộc đời này là chỉ là hưởng thụ. Và hai cái đó đều Đức Phật Ngài cho rằng hai cái cực đoan đó cần phải tránh. Cần phải tránh. Cho nên là chỉ là đi cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây đó là mình không thiên về khổ hạnh, cũng không thiên về lợi dưỡng. Mà ở đó Đức Phật Ngài nói đến cái con đường trung đạo, tức là Ngài thấy rõ rằng là chính thực hành bát chánh đạo để đưa đến cái đạo lộ giải thoát là như vậy. Cho nên cái việc mà Đức Phật Ngài giác ngộ để mà Ngài tuyên thuyết về những cái sự thật, đó là khổ tập diệt đạo. Và từ khi mà Ngài chứng ngộ, mà khi nãy đó là chúng ta thấy rằng đối với các vị Sa Môn, Bà La Môn đó, đối với các pháp chưa từng được nghe, chưa từng được thấy đó, hôm nay tự mình tự chứng ngộ về những điều đó. Cho nên Đức Phật thấy rõ rằng cái sự hiện khởi của sự thật này đó là khổ. Hiện khởi của sự thật này đó là có khổ. Khổ vì là có hiện khởi của ngũ quẩn, hiện khởi của ngũ quẩn. Rồi biết bao nhiêu cái khổ khác nó tiềm ẩn, nó chứa đựng ở trong chính cái thân ngũ quẩn này. Và cái khổ này đó là một sự thật. Không phải là chỉ có cảnh giới này là cảnh giới con người của chúng ta là khổ không, mà các cảnh giới có khác đó cũng có cái khổ. Cái khổ đó mặc dù nó có khác một chút nhưng nó cũng là khổ. Cũng là khổ. Rồi Ngài nói là cái nguyên nhân đưa đến khổ đó đó chính là tập đế, tức là ái tham. Ái tham. Mà ở đó đó là Đức Phật Ngài nói cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này từ bao nhiêu lang thang, bao nhiêu kiếp sống, từ ở cái cảnh giới này sang tới cảnh giới khác chính là do ái tham. Cho nên ái tham nó là một chủ nhân ông để đưa đến cái sự khổ, nguyên nhân đưa đến sự khổ. Rồi Ngài, khi mà Ngài chứng đắc tịch tịnh của Niết Bàn, có nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn đối với các cái sự pháp tập nhiễm, phiền não. Cho nên nếu mà nó căn bản thì một người đoạn tận vô minh và tham ái thì người đó chấm dứt khổ đau. Rồi vì vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở trong Kinh Thập Thượng đó, là vô minh và tham ái đó là hai pháp cần phải đoạn trừ. Hai pháp cần đoạn trừ. Cho nên nếu mà không có đoạn trừ đó, thì cái luân hồi sanh tử là khổ. Cho nên cái sự tịch tịnh của Niết Bàn là chấm dứt hoàn toàn cái sự tập khởi của khổ đau. Đó là thật phiền não. Và để không có phiền não là không có vô minh và tham ái đó. Không có những cái pháp đó. Cho nên hả nói ở đây là khổ, thì
mình có thể tạm gọi ở chỗ kia đó là chấm dứt khổ. Mặc dù Niết Bàn không phải nó là một cái cảnh giới nào hay là một bờ mé nào, nhưng mà hả, khi mà chúng ta nói đến cái khái niệm của cái sự khổ, thì phải nói đến cái khái niệm của chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ là tịch tịnh của Niết Bàn. Một khi không còn cái tập khởi của sự khổ nữa, không còn phiền não nữa, thì đó là tịch tịnh của Niết Bàn, chấm dứt khổ. Và để mà có chấm dứt được khổ là thực hành cái con đường trung đạo hay đạo lộ đến giải thoát, hay là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ để đưa đến giải thoát. Giải thoát. Cho nên á, khi mà đọc đến cái bài kinh này nói đến tiến trình tu tập của Đức Phật, Đức Bồ Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đó, thì từ khi còn là Bồ Tát cho đến khi mà ngài giác ngộ đó, thành Phật đó, thì phải nói là trải qua biết bao nhiêu về cái phương pháp để tu tập, trải qua biết bao nhiêu cái thời gian đó. Khi mà Bà La Môn Sangha ra quá đó, nói rằng các cái du sĩ ngoại đạo, các cái vị đạo sư khác đó, cũng tự nhận mình là một người, tự nhận mình là một người căn bản của phạm hạnh, đạt được thắng trí và đạt được cái sự cứu cánh. Thì đó là cái mà do vậy thì Đức Phật ngài mới dạy lại là có những cái trường hợp của những vị Bà La Môn tự coi như là do truyền thống, do cái gì truyền thống đồn đãi, được truyền thống ghi lại rồi người ta cho rằng như vậy. Cái thứ hai là do lòng tin, trên lòng tin vào một cái phương pháp nào đó, lòng tin vào một cái bộ sách nào đó, hay là lòng tin vào một cái gì đó, để rồi từ đó họ có lập ra những cái lý luận, mà những lý luận đó mình gọi là những cái lý luận mà nó không có đi đến cái kết cục, không có đi đến cái cứu cánh, hoặc là do cái sự suy tư đó. Thì Đức Phật ngài nói trường hợp thứ ba đó là đối với những vị Bà La Môn, đối với các pháp chưa từng được chứng, chưa được thấy, hôm nay tự mình được chứng, thì Đức Phật ngài tự ngài nhận ngài là một cái người tự chứng về những điều đó, chứng những điều đó có nghĩa là thấy về các cái pháp, điển hình là thông qua ba cái minh, tức là sanh tử minh, túc mạng minh, thứ hai là sanh tử minh, thứ ba là lậu tử minh, tức là các cái lậu hoặc phiền não, nguyên nhân đưa đến cái sự sanh hữu ở trong các cái cảnh giới, hay là trong các cái sự tập khởi của các chúng sanh, do hạnh nghiệp, do cấu quế của phiền não ra sao, để rồi có cái hiện khởi. Và ngài đã chứng được cái lậu tử minh, tức là những cái phiền não được đoạn tận, về dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu được đoạn tận hoàn toàn, thì ngài là một bậc chánh đẳng, chánh giác cuộc đời. Khi mà một thánh cư sĩ có niềm tin, chẳng hạn như là đối với nữ thánh cư sĩ về Thanh An Cha Ni này, khi mà có sự vấp ngã thì mới niệm đến ân đức của Phật, mà điều này không phải là do hai cái trường hợp trước đó, tức là do lòng tin hay là do cái tin đồn hay là truyền thống để lại, mà là do cái sự thực chứng. Vì vậy cho nên là Phật dạy rằng là đến với giáo pháp này không phải là do lòng tin hoàn toàn, mà là do cái sự thấy, sự thực chứng đến với cái giáo pháp này. Thì ở đây trong cái nội dung của bài là như vậy. Thì cuối cùng thì ông Bà La Môn này đã, nếu mà Đức Phật này, khi mà Bà La Môn này đã hỏi Đức Phật thì có chư thiên hay không, thì Đức Phật này nói là chắc chắn là có chư thiên. Điều này cho chúng ta thấy rằng ngài biết được những cái sở hành của các cái cảnh giới của các chúng sanh, sở hành như thế nào mà có hiện khởi, chứ không phải là chỉ nói là có chư thiên không, mà ngài nói là biết chắc chắn là có chư thiên, có nghĩa là biết được những cái khuynh hướng, những cái sở hành,
để rồi chúng sanh có mặt như các vị chư thiên ở các cái cảnh giới khác nhau. Rồi cuối cùng thì ông Bà La Môn này, tức là Bà La Môn Sangharawa đó, mới quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng Đức Phật, trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật. Thì ở trong nội dung bài kinh có lẽ là cũng dài, cho nên là chúng tôi xin nắm những cái ý chính để mà giảng ở trong cái nội dung bài kinh này. Với thời gian cũng, thời lượng cũng cho phép bấy nhiêu, chúng tôi xin được mặc dù là cái không thể nào mà hết được những cái ý ở trong cái nội dung bài kinh, thì chúng tôi xin dịch dứt lại ở đây để dành thời gian còn lại khoảng nửa giờ. Chư Tăng sẽ cùng nhau thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay để chư Phật tử sẽ hiểu thêm về những cái ý ở trong những cái bài kinh này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú cái chân từ đó phát tinh. Bạch thì là tôi siêu thì tôi có ở trước máy và thì tôi có nghe được không? Nếu thì là tôi siêu đang ở trước máy xin thì tôi phản lời cho cô thảo luận được chứ? Có lẽ thì tôi siêu không có mặt ở trước máy, thì tôi pháp đang nghe, thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi pháp đang nghe được xin thỉnh thì tôi khoan hỷ trả lời cho cô thảo luận được chứ? Thì học pháp đang có một cái trường hợp là có những vị có những cái tông phái Phật giáo đó tin rằng là một vị tăng là một vị tổ đời thứ mấy, dạ, thì một cái dòng nào đó mà đời thứ mấy, ở đây thì chúng ta không có nêu ra, tại vì nó cũng cần phải nêu ra chi tiết làm gì, nhưng mà thì cái sự truyền thừa như vậy đó, nhiều khi được xác chứng bằng một bài kệ chẳng hạn, đó là vì đó đắc đạo rồi. Nhưng mà cái quan niệm mà ở đây Đức Phật ngài đưa ra bốn hạng sa môn có những vị đắc đạo là do cái truyền thống xác chứng là như vậy, rồi có những vị do cái kiến văn quảng bác, rồi các vị họ tin là mình đắc đạo, có những vị quá tự tin mà đắc đạo, và có những vị thực chứng. Thì một cái Phật mà đắc đạo chứng quả trong Phật giáo đó có liên quan gì tới cái sự truyền thừa có chắc cái đời này qua đời khác, hay là đời thứ mấy của một cái dòng, một cái tông phái, hoặc giả là sự truyền thừa hay là sự chứng ngộ đạo quả của Phật giáo, thì hoàn toàn không liên quan gì tới điều đó. Xin kính thỉnh thượng tọa quan hệ cho xin vài cái cảm nhận về điểm này. Alo. Cảm ơn quý vị. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Đại Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri Xưng Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào với bài cô tu nữ, kính chào Phật tử. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đấy thì con xin chia sẻ như thế này, có ý kiến như thế này. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với ngay cái thời kỳ của Đức Phật, thì với Đức Phật á, ngài biết được
tâm của Ngài, biết được tâm của các đệ tử. Và Ngài tuyên bố những vị đó là con của Như Lai, là những vị đã thành tựu quả vị A-la-hán. Và bản thân cái vị mà thành tựu đạo quả A-la-hán, vị đó cũng biết là mình không còn phải tái sanh nữa, mình đã đoạn tận những cái mầm mống. Đó là cái lậu tận minh, những cái lậu hoặc như dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là những gì mà đam mê trong các cái lợi dục. Hữu lậu là còn cái sự tái sanh trong những kiếp tương lai. Kiến lậu là những cái tà kiến, về thường kiến, đoạn kiến, vô duyên kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Như vậy dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó, vô minh là sao hữu suy, hay là vô minh đó, là theo cái lý tập diễn duyên đó, là tất cả những cái gì liên quan đến bất thiện, như là mười cái kiết sử, hay là những cái triền phược, những cái phối, những cái bộc lô rồi đó, thì những đã hoàn toàn vượt khỏi, vượt khỏi bộc lô. Giống như trong bài kinh Thanh Tịnh Đạo nói về vậy. Như vậy thì rõ ràng đó, thì chúng thấy một cái vị mà chứng đắc đạo quả theo Phật Pháp đó, là bản thân có vị đó biết, không phải là một cái sự truyền thừa của người này hay người kia, không có vấn đề đó. Thì mình nói ở đây á, vì chỉ có vị chánh đẳng chánh giác với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, đó là cái điều kiện tiên quyết. Còn bản thân của một quý vị mà đắc đạo quả thì quý vị cũng thấy vì nó có 5 cái loại tuệ. Cái tuệ đầu tiên là cái tuệ sát trừ phiền não, và như là một cái bậc thánh tu được vờn thì diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi kiết sử còn dư sót, như là ái sắc, ái dục sắc, hay là dục ái và sân, hay ái sắc, ái dục sắc, mạng, vô minh và phóng dật. Thì những cái kiết sử này còn lại vì đã biết được cái phiền não còn lại, nên gọi là thánh hữu học. Rồi phiền não đã đoạn từ, phiền não còn dư sót, niết bàn đó, đã chứng ngộ, và vị này biết được như vậy. Vị này tuyên bố là mình vị thánh tu được vật. Thì như vậy là không phải là một cái người nào mà tự xác chứng cho mình, và bản thân của mình đó là tự phải đoạn trừ. Như vậy thì chúng tôi nói là ngay giai thời kỳ Đức Phật đó, là Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của vị đó đoạn trừ phiền não. Còn sau cái thời kỳ của Đức Phật rồi đó, thì vấn đề này đó là theo lời dạy của Đức Phật đó, một vị A-la-hán, vị A-la-hán biết được vị này A-la-hán. Còn nếu một vị mà thấp hơn không thể nào biết vị cao, một vị cao thì biết được cái vị thấp. Như vậy á, thì theo cái sự giác ngộ của bản thân của vị đó, đó, cái sự chứng ngộ của bản thân của vị đó, và tất cả những vị nào mà chứng ngộ đó thì biết được cái vị này đã đoạn trừ những cái kiết sử lậu hoặc. Theo cái thánh đạo tu được quần Tư Đà Hàm hay A-na Hàm, vị này biết được cái vị đắc đạo quả A-la-hán biết được. Như vậy thì với cái khả năng mà những vị mà mình thường thường gọi là A-la-hán, tuệ phân tích gọi là A-la-hán lục thông, A-la-hán tam minh, thì những vị mà có khả năng như vậy thì những vị này có khả năng để biết được. Như vậy thì không có cái khả năng mà tự mình nói lên một bài kệ, thì con nghĩ rằng cái điều này nó cũng có những cái sự liên quan một cái cách nào đó, như là trong trưởng lão tăng kệ, những vị thánh đắc đạo quả có nói lên cái khúc khải hoàn của bản thân của mình. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói rằng để cho ai xác nhận mình là vị thánh thì trong Phật giáo Nguyên Thủy không có, tự mình xác nhận. Và nếu một người mà xác nhận vị đó là A-la-hán, vị đó phải là vị A-la-hán mới xác nhận được, chứ còn không thì không thể nào có khả năng. Và bản thân một cái vị mà đắc đạo quả rồi đó, thì vị đó, đó biết được sau cái đời sống này không còn cái đời sống nào khác, bản thân của vị đó biết được như vậy.
Như vậy thì cái sự truyền thừa đó không có cái phải là truyền thừa, mà là cái vị vị cái vị nào mà đắc cao hơn thì biết được vị đắc thấp, hoặc là biết vị đó là vị A-la-hán. Còn ngược lại đó thì không có phải là vị này truyền thừa cho vị kia để trở thành nắm giữ cái theo một cái cách truyền thừa mà Phật giáo nguyên thủy thì nói rằng cái sự chứng ngộ đó với cái lời dạy, với cái chánh pháp của Đức Phật thì mình đủ khả năng để tu tập và đủ khả năng để chứng ngộ nếu mình hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là mình chờ ai truyền thừa cái gì đó cho mình, không có vấn đề đó. Tại thường thường quý vị biết rằng đối với Phật giáo đó, thì những gì Đức Phật ngày là một pháp dương, ngày dạy cái phương thuốc để trị bệnh đó, và chúng ta là những chúng sanh có bệnh đó, khi mà mình uống cái phương thuốc đó cũng giống như mình hành đúng chánh pháp, và cái bệnh mình nó thuyên giảm theo thời gian và cuối cùng nó chấm dứt, thì mình biết là mình đã hết bệnh rồi, không còn bị bệnh nữa, tức là cái bệnh phiền não nó không còn nữa. Theo năm cái loại tuệ, mà một là tuệ sát trừ phiền não, hai là phiền não còn sót lại, phiền não đã sát trừ, đạo quả đã chứng, và niết bàn đã thấy, niết bàn đã thấy được. Thì quý vị thấy những cái trí tuệ mà gọi là những cái tuệ mà đạo sát trừ rồi khinh an sát trừ, hoặc là phiền não đã sát trừ, phiền não còn dư sót đó, niết bàn là chỉ mình biết đó. Thì năm cái lợi tuệ đó, vì đó tự thân vì đã có những cái tuệ giác đó khi mà cái thánh đạo thánh quả sanh lên. Còn không có phải là do người ta nói cho mình, nó không phải do người ta nói, hoặc là không phải do người ta truyền thừa cho mình, từ khi mình tự mình chứng ngộ. Thì đây là một vài cái điểm mà trong cái câu thảo luận đại đức từng tỏ hỏi, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu còn cái gì chưa có hết ý thì xin đức tỏ nói thêm. Dạ, con xin gửi mít phương tạo. Sa thú cái chân từ đạo Phật lắm. Bạch thưa đạo thầy siêu, thưa đạo có nghe được không? Nếu thưa đạo thầy siêu đang có mặt ở trước máy, xin thưa đạo hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thưa đạo thầy siêu, thưa đạo có mặt ở trước máy không? Thưa đạo pháp tân ấy, thưa đạo pháp tân hoan hỷ trở lại một chút được không? Không biết thưa đạo pháp tân còn nghe được không? Một lần nữa sẽ hỏi chủ tọa Pháp Tân, chủ tọa có nghe dạ. Chủ tọa Pháp Tân, ngày nay ngay cả trong cộng đồng Phật giáo đó, chúng ta nghe có nhiều người đi hành thiền hay là đi đảnh lễ vị này vị kia về, nó là vị này là A-la-hán, vị kia đắc đạo chứng quả, vị này chứng thiền v.v. thì những điều có thật là đồn đoán ra đó, nó có giá trị thật sự không theo kinh điển. Dĩ nhiên là mình thấy có những vị rất là khả kính, có những vị tu hành rất là tốt, rất là từ bi chẳng hạn, nhưng mà bảo rằng vị đó là A-la-hán hay là vị đó là chứng thánh quả đó, thì có nên hay không, và cái độ chính xác là bao nhiêu, và ai là người có thẩm quyền để xác định điều đó, xin kính thỉnh phương tòa. Dạ, Nam Mô Bụt Thai Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo con thì con nghĩ rằng là ngày nay đó thì thí dụ như đối với các cái Phật tử giáo Nam truyền, ngay cả là các cái vị xuất gia của mình, nhiều khi rồi mình đi đến cái xứ này, đi đến cái xứ nọ, thì mình nghe đồn đoán, đặc biệt là có một số vị thì đi qua bên Myanmar, rồi nói vị này là A-la-hán, vị kia là thánh sơ quả chẳng hạn, vân vân. Hay là vị này chứng đắc thiền, vị kia chứng đắc thiền. Thì con nghĩ rằng đối với các vị đó thì ít nhiều cũng có cái phẩm hạnh của một cái vị cũng là một cái vị tu hành như vậy. Hay là có những vị thì cũng đạo cao đức trọng, chứ không phải là không có.
Nhưng mà nếu mà mình nghe người ta đồn đó, hay hoặc là mình đến đó rồi mình gặp cái vị đó, rồi mình cũng chưa có học hỏi hay là thực hành gì á, rồi mình nghe người ta đồn đoán như vậy thì mình nói là ừ, vị đó là A-la-hán, rồi nó có những cái điều như thế này hoặc là điều như thế nọ qua cái hành trạng của vị đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đó đó nó cũng chỉ là cái sự đồn đoán, đồn đoán, chứ còn mình cũng chưa có cái gì để xác chứng rằng cái vị đó là vị thánh hay là vị đó là chứng thiện. Bởi vì nếu mà chúng ta nghe đồn đoán, chúng ta tin, hay là chúng ta, nó chỉ có cái là nếu mà qua cái đồn đoán đó, đó mà mình nhận thấy biết rằng là mình còn tin rằng ở đó có một cái vị chứng thiện, có một cái vị chứng quả thánh, thì nó cũng chỉ là cái để tăng cái một phần nào đó của niềm tin của người nào đó thôi, chứ nó cũng chưa có một cái xác thực, hay là chưa một có một cái xác chứng nào từ nơi một cái nguồn xác chứng nào nó có giá trị. Bởi vì mình để mà theo con biết đó, thì trong kinh điển đó, thì thí dụ như là Đức Phật đó, là Ngài nhận người đó là đệ tử của Ngài, con của Như Lai, thì vị đó trở thành một bậc thánh. Bởi vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác mà, cho nên là biết cái sở chứng sở hành của chúng sinh nó tới đâu, cho nên là Đức Phật Ngài mới xác chứng cho cái vị đó là để vị đó là con của Như Lai, thì có nghĩa là trở thành một bậc thánh, trở thành một bậc thánh. Hoặc là vị đó là chứng thiện, thì con nghĩ rằng cái vị đó, nếu mà mình chứng để mà xác nhận cái gì đó qua cái gì đó, thì con nghĩ rằng cái vị đó phải là chứng cái thánh quả cao hơn, hoặc là có một cái trình độ cao hơn, hoặc là vị đó phải có chứng thiền cao hơn cái vị mà mình xác chứng đó, thì mới có thể là nó có một cái khả năng là nó chuẩn xác được chút, còn nếu không có thì cũng khó. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là ngày nay đó thì chúng ta nghe đồn đoán như vậy rồi tin như vậy, thì con nghĩ rằng nó cũng không không có phải lắm. Mặc dù những vị đó cũng có đạo cao đức trọng, vị đó cũng là một vị có phẩm hạnh tu hành đáng kính, đáng trọng, đáng quý, thì thật sự ra là mình cũng đến để đảnh lễ, hoặc là mình đến để học hỏi, nhưng mà để xác chứng là vị đó chứng đắc đạo quả thiền định thì cũng không có cái cơ sở nào. Còn nếu mà mình nghe đồn đoán thì điều đó nó không chuẩn xác, nó không chuẩn xác. Rồi do vậy đó thì mình chỉ có cái là kính được những cái bậc mà đạo cao đức trọng đó, con nghĩ là như vậy. Cho nên nếu mà mình dễ dàng chấp nhận như vậy, dễ dàng tin như vậy, thì cũng không khác nào là có một số bộ phái của Phật giáo cũng dễ dàng thừa nhận mình là một bậc thánh, rồi ổng thừa nhận mình là cái người chứng thiện, rồi có những cái những cái hậu thân lai chuyển từ kiếp sang tới kiếp khác được xem như là một bậc thánh giả hay là một bậc Phật gì đó, thì nó cũng không nên. Chúng con nghĩ là như vậy. Cho nên theo con nghĩ rằng đối với lại kinh điển á, thì mình y vào kinh điển để mà mình thực hành, y vào những cái gì mà kinh nghiệm của những cái bậc đã từng có cái kinh nghiệm trong thiền, để người ta hướng dẫn cho mình, để rồi mình thực hành thì cũng nên. Là vì khi mà mình thực hành có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Rồi á, là đối với lại những cái bậc mà tôn túc, những cái bậc mà đạo cao đức trọng á, đúng nghĩa, thì cũng đến để mà mình nghe danh, nghe tiếng của các vị đó, mình cũng đến đảnh lễ để học hỏi, để rồi mình được những cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống, thì con nghĩ là việc đó là rất cần. Còn mình nghe đồn hay là mình
theo cái suy nghĩ của mình, theo cái nhận xét của mình, để mà mình cho rằng cái vị đó là vị thánh, vị đó là vị chứng thiền, thì con nghĩ rằng nó không có chính xác. Bởi vì chỉ có khi nào mình có cái trình độ hơn cái những cái vị đó thì mình mới có thể là xét đoán được những cái vị đó. Còn với mình thì một người nào mà nghe đồn đoán mà mình tin, mình nói theo đó, thì nó hoàn toàn là không có một cái cơ sở gì hết, không có lợi lạc gì hết, mà không chừng là cho người ta đến một cái chỗ mà nó nhìn nhận nó lầm lạc rồi nó không đúng nữa. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, dựa vào kinh điển, Tam Tạng kinh điển, rồi dựa vào những cái gì mà các cái bậc tiền bối, các cái bậc có nhiều cái công hạnh tu tập, có những cái sự tu tập về giới định tuệ cao đó, tốt đó, thì mình học hỏi những vị đó, rồi mình nương tựa để mà mình được lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập mình. Đó là việc cần. Còn cái việc mà xét đó, nó con nghĩ rằng qua cái đồn đoán hay là xét đoán cá nhân của mình, thì con nghĩ rằng nó cũng không có chính xác lắm. Đây là cái ý kiến của con. Con xin trả lời qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Diệu nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại năm thời gian. Sa thủ kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân, sư huynh thông của bạn ở trước máy và có nghe được không? Nếu sư huynh thông nghe được, xin sư huynh thông hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận sau. Câu thảo luận số 3. Sư huynh thông, chúng ta đọc nhiều bài kinh như là kinh Thánh Cầu hay là sách Khá Đại Kinh, hoặc giả là bài kinh này, kinh Sangha Rawat, thì khi mà Đức Phật Ngài kể hành trình tu chứng giác ngộ của Ngài, thì Ngài có nhắc lại cái quá trình về tu khổ hạnh. Và nhiều người Phật tử khi mà đọc thoáng qua những đoạn này thì nghĩ rằng như vậy là 6 năm khổ hạnh của Đức Thế Tôn cũng là một đóng góp một phần vào cái việc thành tựu đạo quả của Ngài. Hiểu như vậy có đúng không? Hay là hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai khi Đức Thế Tôn kể lời, và tại sao Đức Thế Tôn kể lời? Xin thỉnh ý kiến của sư huynh thông. Xin lỗi quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 3. Hỏi rằng thỉnh thoảng trong một số bài kinh có những đoạn Đức Phật kể lại hành trình tìm con đường giải thoát của chính Ngài trong kiếp chót, trong đó có thời gian tu khổ hạnh. Một số người đọc đoạn này nghĩ rằng như vậy khổ hạnh là một phần quan trọng đưa đến sự chứng đạo quả vô thượng chánh giác của Đức Phật. Quan điểm đó có chính xác không? Kính thưa sư phụ, sự thật ra mà nói đó, thì cái kiếp này thì chúng ta thấy là thấy như vậy. Nhưng mà trong kinh sách thì nói rằng một người mà chứng quả thì có ba bậc hạng Phật, tức là Đức Phật Thinh Văn thì gồm có Phật Tu Đà Hoàng, Phật Tư Đà Hàm, Phật A La Hàm, Phật A La Hán, rồi gọi là Savaka Bút Thâu, tức là Phật Thinh Văn. Cái Phật thứ hai nữa, cái Phật Thinh Văn này là phải do một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là xác nhận, Ngài giảng dạy rồi Ngài xác nhận, tức là phải có Đức Phật thì mới có những Phật Thinh Văn. Còn người Phật là gọi là Phật độc giác đó, là Pachika Bút Thâu, đó là những người mà tự mình chứng ngộ đó. Thì cái cách mà tự mình chứng ngộ thì cũng na ná như là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà vì cái ba la mật của những người mà Phật độc giác đó chỉ có 20 ba la mật thôi. Cho nên những người mà thành tựu 20 ba la mật mà tu hành lên thì trong đó có những người, thí dụ như Ngài Sambuddha và Moggallana. Nhưng mà Ngài Sambuddha mà khi mà Ngài, mà trong cái thời gian mà Ngài tu hành đó, thì có một lần thì có người ta xin Ngài một cặp mắt, xin Ngài đôi mắt. Thì Ngài móc đôi mắt ra, Ngài cho, móc một cái mắt ra người ta cho. Cái người kia nó nói rồi, ông nói là ông tôi xin đôi mắt phải mà ông đưa mắt trái. Thành ra móc con mắt ra để cho người ta,
mà người ta còn nói là mắt phải mắt trái. Thì vì vậy cho nên có lẽ là ngài Sa-di-phật thấy là con đường đó hơi khó, cho nên ngài mới tu lên để mà thành Đức Phật Tinh Văn, chứ không tạo lên những cái ba la mật nữa để mà trở thành Đức Phật độc giác hay là toàn giác. Vì vậy cho nên ở đây theo sách vở thì con thấy rằng một vị mà muốn là thành Phật ở trong thời điểm này thì có tối đa thì không thể nào thành Phật ở trong kiếp này được, là tại vì Đức Thế Tôn không có. Còn nếu mà thành Phật, mà tự mình thành Phật đó là Đức Phật Bát Chi Ca Thá. Chứ còn muốn mà thành Phật là như là Đức Thế Tôn, là Phật toàn giác đó, Samma Sambuddho đó, thì phải hoàn thành là 30 cái ba la mật đó. Vì vậy cho nên còn cái câu hỏi này á, câu hỏi số 3 này là thỉnh thoảng trong một số bài kinh có những đoạn Đức Phật kể lại sự hành trình tìm giải thoát của ngài trong kiếp chót, thì nói là trong kiếp chót, chứ sự thật cái kiếp mà để của ngài hành đủ được 30 cái ba la mật đó, thì cái thời gian đó thì ta thở đó, cái A Tăng Tỳ Kiếp và 20 A Tăng Tỳ Kiếp đó, thì một A Tăng thì có thể nói là cái chữ A Tăng Kỳ Kiếp là cái từ ngữ của Ấn Độ để nói là một số mà số lượng mà con người, cái trí tuệ của người ta không đếm ra nổi, thì coi như là vô số kiếp. Thì 20 A Tăng Kỳ Kiếp thì có thể nói là quá trời quá đất đi. Vì vậy cho nên ở đây thì những người bên Phật giáo, con có nói chuyện với một vị tôn túc mà con có hỏi là vậy thì cái bên Phật giáo Đại Thừa có ai chứng quả không? Thì sau có một thời gian cái vị đó nói với con thẳng rằng trên bên Đại Thừa, bây giờ nói trong room này thôi chứ con không nói trong room ở ngoài, bên Đại Thừa từ xưa đến nay chưa có người nào chứng quả được. Là tại sao? Muốn chứng quả thì phải có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đại Thừa là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch rồi thì từ 500 đến 7 năm sau Đại Thừa mới ló ra, thì đó Phật ở đâu mà Đại Thừa là chứng được. Còn chúng ta ở đây là chúng ta đang tu hành, là chúng ta tu hành mà cái hy vọng thành Phật lúc này thì là con thấy là không có thể. Mà chúng ta tu hành lúc này, miên mật tu hành lúc này là để chúng ta tạo cái ba la mật, để một ngày đẹp nào đó thì chúng ta đã gặp, sẽ gặp Đức Phật thứ năm là Maitreya ra, thì mai ra chúng ta sẽ lọt vào cái võng mạc của ngài. Thì cái ngày đó đã phải là bao nhiêu A Tăng Tỳ Kiếp nữa. Vì vậy cho nên thành thật mà nói, từ một chúng sanh vô minh trở thành một vị Phật không phải là chuyện dễ. Không phải tụng giao ba kinh hoặc bố thí một vài cái là một vài trái tăng rồi nghĩ mình có thể thành Phật. Chuyện đó là cái chuyện tu hành. Nhưng mà thành Phật là một chuyện chúng ta cũng mơ ước. Nhưng mà cái thời gian Phật đó là A Tăng Tỳ Kiếp, chứ không phải một kiếp, hai kiếp, ba kiếp. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp mình thành tựu bao nhiêu ba la mật. Thành ra phải mà nói như thế này, một người mà muốn tu thành Phật á, thì phải phát nguyện. Cái phát nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính A Tăng Thì Kiếp, là phát nguyện trong trí tuệ khi mà thành công rồi mà phát nguyện thành lời. Tại là 17 theo A Tăng Thì Kiếp, nó là 16 A Tăng Thì Kiếp. Rồi sau đó khi mà gặp Phật, gặp một Phật vị mà ứng chứng cho mình, bây giờ chúng ta phải nói cái thí dụ của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài gặp ngài đi băng ca rá, thì lúc đó thì khi ngài bay lên trời mà ngài nhìn thấy dưới đất này người ta ồn ào vậy, thì ngài mới hạ xuống để hỏi cái gì ồn ào dưới này, thì người ta mới nói là họ đang chuẩn bị để Đức đón chào Đức Phật đi băng ca rá. Thì như vậy thì ngài mới xà xuống. Ngài xuống sẽ nói xin cho tôi một đoạn đường. Thì lúc đó thì người ta mới cho ngài một đoạn đường. Thì thấy ngài từ trên trời bay xuống, cho nên người ta lựa cái đoạn đường nào khó khăn cho ngài. Thì ngài, nếu mà ngài nghĩ rằng nếu mà ngài dùng thần thông thì đâu có công quả gì, cho nên dùng cái sức lực của ngài. Rồi khi ngài dùng sức lực của ngài thì ngài đi băng ca rá và 500 người đệ tử của ngài đi đến nơi, thì hoàn trường chưa xong còn một chút. Tại lúc đó Đức Phật
lúc đó cái ngày chưa phải là Phật mà ngài là Bồ Tát tên là Sumitha, thì ngài mới trải thân ngài ra xem thỉnh mời ngài đi băng ca rá để đi qua ngài để ngài có phước. Thì lúc ngài đi băng ca rá đó thì nhìn thấy ngài, thì mà trước khi ngài bước qua thì ngài nói là ông còn 4 a tăng tỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất nữa sẽ thành Phật toàn giác. Lúc đó cái danh hiệu của ngài là Gotama. Thì cái từ Gotama, từ khi mà ngài gặp ngài đi băng ca rá thì ngài đi băng ca rá mới ứng chứng như vậy. Thì lúc đó là còn 4 a tăng tỳ kiếp và 20 a tăng tỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Thì cái chữ Gotama là có mặt từ lúc đó tới bây giờ. Vì vậy kính thưa sư phụ, chúng ta học thì chúng ta phải hiểu rằng những cái hiểu biết của chúng ta phải từ ở trong kinh sách ra thì mới là có thể nói là chính xác. Là bởi vì Thế Tôn khi ngài mà thuyết pháp thì ngài nói những lời chân thật, thì từ những cái tư tưởng, từ những lời chân thật trong kinh ra thì mới chính xác. Chứ còn bây giờ nói người nào mà chứng thiền hay là chứng tu đà hoàng tiểu đà hàm a la hán ở đời này thì cái đó theo kinh sách thì cho phép con, thì con kính trọng những người tu hành như vậy, nhưng mà con không nói là họ chứng hay không chứng. Ở đây chúng ta chỉ nói trong cái rung, và mà cái rung này là cái rung Phật pháp Theravada, thành ra là con đã nói sẽ nói như vậy. Cho nên kết luận rằng thỉnh thoảng có người nói một số kinh có những đoạn Đức Phật kể lại sự hành trình tìm đường giải thoát của ngài đó là 6 năm đó, trong kiếp chót đó thì có thời gian tu hành khổ hạnh đó. Một số người đọc đoạn này nghĩ rằng như vậy là khổ hạnh là một phần quan trọng đưa đến sự chứng ngộ của quả vô thượng chánh giác. Đây đó là một phần quan trọng, nhưng mà cái phần quan trọng nhất là 20 a tăng tỳ kiếp và 100.000 đã kiếp cái thế đất trong cái khoảng thời gian đó, thì ngài quân tập cái ba la mật của ngài để được 30 cái ba la mật. Thì sau khi đã thành tựu được 30 cái ba la mật thì cái 6 năm khổ hạnh đó là một phần cuối cùng để cho thành tựu con đường đó. Và thưa sư phụ, đó là sự suy nghĩ của con. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói sai hoặc là không đúng hoặc là chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Xin truyền sư Nguyên Thông. Thưa vị, chúng tôi xin nhắc một điều như vậy là đôi khi trong cái văn học của chúng ta đó, chúng ta muốn kể một cái gì đó có nhiều kịch tính. Do đó chúng ta muốn nói Đức Phật ngài đã tu rất nhiều, tu rất là khổ công, và ngài tu 6 năm khổ hạnh như vậy, 6 năm khổ hạnh chúng rừng già chẳng hạn, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Mình nghe nói và mình có cảm tưởng như là nhờ một cái tu khổ hạnh đó mà Đức Phật đắc đạo chứng quả. Thật ra thì Đức Phật ngài đắc chứng đạo quả là do ngài chuyển sang tu trung đạo, từ bỏ khổ hạnh. Nhưng mà lý do mà ngài thường kể lại cái quá trình khổ hạnh là bởi vì ngài trả lời cho các vị Bà La Môn. Chúng ta nhớ là đối tượng Bà La Môn trong trường hợp này đó, Bà La Môn Sangharawa và hay là bà la môn sách chắc cá và nhiều vị bà la môn khác, và đa số những vị bà la môn đó và nói chung là người Ấn Độ thời xưa đó, họ rất là tin và tin một cách mãnh liệt, tin lực vào sự khổ hạnh, và hầu như điều đó là một cái chân lý nghĩa là bất di bất dịch vậy đó. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà nói về khổ hạnh đó thì ngài cũng đã trải nghiệm, mà có thể nói rằng trong lịch sử của các cái vị giáo chủ thời bấy giờ đó, các vị tu hành thời bấy giờ tại Ấn Độ, không có ai thực hành khổ hạnh hơn Đức Phật. Đức Phật ngài thực hành những cái pháp khổ hạnh mà tận gồm như là đại bất tịnh thực, đại yểm ly, rồi nhịn thở, nhịn ăn vân vân, và ngài đã kéo dài 6 năm như vậy. Và cuối cùng ngài nói rằng điều đó nó chỉ dẫn đến sự cạn kiệt của thể lực một cách vô ích. Và khi mà Đức Phật kể điều đó ra có cái sức thuyết phục rất lớn đối với các vị Bà La Môn. Các vị thấy rằng không phải Đức Phật ngài
không chấp nhận khổ hạnh là vì Ngài nói suông, mà chính bản thân của Ngài, Ngài đã trải nghiệm và Ngài thực hành như vậy đó. Nhưng mà rồi rốt cuộc đi về đâu? Chúng ta ngày xưa có cái quyển của Thái Khắc Lễ biết là tuyệt thực đi về đâu. Thì ở đây chúng ta không bàn tuyệt thực đi về đâu, nhưng mà đôi lúc đó, nếu người ta quá tin vào khổ hạnh thì cũng phải hỏi là khổ hạnh đi về đâu. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng khổ hạnh chỉ đi đến cái chỗ là cạn kiệt về thể lực thôi, chứ không có một giá trị thật sự để thắp sáng tuệ giác. Và điều này là điều chúng ta cần cân nhắc. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một bài giảng cắt về thắng pháp liên quan đến sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Xin được đảnh lễ chư Tôn Đức, chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sáu lần này kính thay mặt trong rung chúng treo chư Tôn Đức đã bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong mong đồng đời giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý ông để im cho các phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng chúc chư Tôn Đức thân Phật sự vi kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Namo Buddhaya.